Làm ơn mắc oán là cụm từ mà cô giáo trong vụ việc giáo viên bắt học sinh quỳ giữa lớp nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi làm việc với phóng viên của chương trình Việt Nam hôm nay. Cô cho rằng mục đích của việc làm này là nhằm giúp cho học sinh ngoan hơn và tiến bộ hơn. Nhưng kết cục thì cô lại bị phụ huynh khiếu nại, bị dư luận công kích. Vậy cô đúng là làm ơn mắc oán hay không? Tại sao một việc làm có mục đích tốt đẹp lại khiến cho cô bị chỉ trích đến như vậy? Để có câu trả lời thì trước hết chúng ta sẽ cùng theo dõi lại diễn biến của vụ việc đã. Đây là bức ảnh phát tán trên mạng xã hội mấy ngày qua. Một nam sinh lớp 9 quỳ trước lớp chịu phạt trong khi cô giáo vẫn đang ngồi trên bục giảng. Còn đây là nơi xảy ra sự việc. Lớp 9B, trường trung học cơ sở Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cô Lê Thị Quy, giáo viên chủ nhiệm lớp, người áp dụng hình phạt quỳ, hiện đã bị tạm đình chỉ công tác 7 ngày. Tại cuộc làm việc với phóng viên, đại diện nhà trường và một số giáo viên cho biết 9B là lớp có nhiều học sinh nghịch ngợm, hay nói chuyện riêng trong giờ và có những hành vi ứng xử chưa phù hợp với nội quy. Cô Lê Thị Quy cho biết đã áp dụng nhiều hình thức xử lý khác nhau nhưng các học sinh này không tiến bộ. Cho các lớp, cho các cháu đi nhặt cỏ ở các cái bồn hoa. Đấy, nhặt cỏ hoa, còn phụ huynh còn yêu cầu tôi là cho đi dọn nhà vệ sinh nữa. Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ là học sinh lớp 9 rồi. Các cháu nó lớn cả rồi, cho nên tôi chưa làm, tôi chưa phạt mà nào dọn vệ sinh cả, mà cho các sân trường. Cô Quy cũng cho hay đã từng phân tích cho các em thấy cái sai của mình để mong các em tiến bộ. Tuy nhiên, những học sinh này thì lại cho biết là cô chưa bao giờ tâm sự, chia sẻ riêng với từng em. Đã bao giờ cô động viên hay hoặc nói chuyện riêng với em? Chưa. Chưa bao giờ nói chuyện riêng? Chưa nói chuyện riêng bao giờ. Cô muốn nói chuyện với nhà mình để mà chia sẻ, là cô muốn nhắc nhở là mình cần phải phấn đấu hơn, cần phải học tốt hơn. Thì cô nói ở đâu? Cô không nói. Thế những giờ sinh hoạt thì cô sẽ nói gì về những cái trường hợp mình gặp như thế? Cô mắng. Đuổi con tôi ra khỏi lớp. Chỉ vì phạt con tôi quỳ mà con tôi không quỳ. Đuổi con tôi ra khỏi lớp mà không thông báo với gia đình. Đến một tuần sau gia đình tôi mới biết. Tôi tự hỏi rằng nếu như mà tôi không biết thì con tôi cứ đuổi con tôi ra khỏi lớp thì nó ra ngoài nó xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm cho tôi đây? Đại diện trường trung học cơ sở Tô Hiệu cho biết cô Quy là giáo viên đã có 23 năm kinh nghiệm. Những gì cô làm nhằm mong muốn các em tiến bộ hơn. Tuy nhiên, biện pháp cô đưa ra chưa phù hợp. Từ cái cơ chế quan liêu bao cấp, tức là mệnh lệnh từ trên xuống, đến cái mà giáo viên phải tự chủ, thì cái sự thay đổi của giáo viên về phương pháp đối với con em mình thì nó chưa kịp thời thay đổi. Nên cái phương pháp xử lý của cô cũng vẫn còn cũ. Đại diện nhà trường cũng cho rằng học sinh ngày nay đã khác nhiều so với trước cả về cá tính và cách ứng xử. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm điều chỉnh quy định về các hình thức kỷ luật đối với học sinh vì những quy định hiện hành đã quá cũ, gây lúng túng cho giáo viên. Mong muốn của các cô giáo thì tôi cho rằng chắc chắn là đều xuất phát từ những cái điều tốt đẹp và mong cho học sinh mình ngày càng tiến bộ hơn thôi. Nhưng mà rõ ràng là cái hình thức xử lý như vừa rồi thì theo cá nhân tôi thì thấy rằng là nó chưa thực sự là phù hợp, nếu như không muốn nói là phản giáo dục hay là gây tổn hại đến tâm lý của các em về sau này nữa. Và đó có lẽ là lý do vì sao mà cô bị nói rằng là làm ơn nhưng mà lại mắc oán. Vâng, bên cạnh những ý kiến phản đối việc cư xử hà khắc của cô giáo này thì một số ý kiến lại cho rằng như thế này: nếu làm vậy mà học sinh nên người thì cũng là điều cần thiết thôi. Không nên gây áp lực và gây khó khăn cho các thầy cô bằng cách là động một chút là xử lý kỷ luật và phản đối như hiện nay. Nhất là khi không ít phụ huynh lúc nào cũng nói chăm sự nhờ cô, mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên vai nhà trường cả. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe ý kiến của các giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ngay sau đây. Hiện nay giáo viên cũng đang rất nhiều đồng chí có những cái tâm lý đứng trước cái việc giáo dục học sinh, đặc biệt là hơi một chút có những vấn đề gì thì lại đưa lên mạng dưới rồi truyền thông phản ánh, thì là cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt tinh thần của giáo viên. Và tôi cho rằng là để làm tốt được cái việc này thì ngành giáo dục và nhất là các cơ quan quản lý cũng phải có những cái biện pháp, đặc biệt là tăng cường thêm những cái tập huấn để cho các thầy cô có được những cái kỹ năng xử lý ở trên các cái giờ học trên lớp. Trẻ con thì nó chưa hiểu biết đầy đủ, chưa hình thành được nhân cách một cách toàn diện,
Vì vậy nhà giáo, thầy cô chúng ta phải giúp học sinh hình thành nhân cách, phải uốn nắn, phải giáo dục, phải kiên trì. Nếu trẻ con nó đã ngoan cả thì cần gì đến nhà trường? Trẻ con nó đâu vào đấy rồi thì cần gì đến thầy cô? Điều thứ hai là cách ứng xử của học sinh nó cũng phụ thuộc vào thầy cô đấy. Thầy cô mà yêu thương, mà chăm lo, mà có cách ứng xử thật là thân thiện, thật là văn minh, thì học sinh đối xử văn minh lại. Thầy cô mà tôn trọng học sinh thì học sinh mới tôn trọng lại. Còn cách hành xử cái kiểu kỷ luật là khác ấy, nó chỉ áp dụng đúng với thời kỳ phong kiến đế quốc thôi. Thời đại ngày nay con người văn minh rồi, trẻ con đừng chê nó là hỗn láo, nó biết hết đấy. Và chúng ta ứng xử như thế nào, gieo cái hạt thế nào thì nhận quả đấy. Tôi nghĩ nhiều là như thế.